Rồi chào bà con nha. Bữa nay thì em coi mấy con bơm nước ly phân nè, 7 ngựa nè con. Đẹp cực kỳ không? Màu vàng đẹp ha, màu vàng nắp chân màu vàng, dùng màu vàng màu đỏ. Đây ly phân nha bà con. 7 ngựa. Ly phân là tập đoàn nổi tiếng trên 40 năm nay rồi con. Đây nó có bơm nước có hai loại nha, một loại là ống ga 80, loại ống ga 50. Đây là ống ga 80 á. Đây 80 nè con. Đây ống ga 80 nè. Là 400 hay là 48 mét khối trên giờ. 48 mét khối trên giờ. Đây độ cao là khoảng 30 mét nè. Độ hút là khoảng 6 mét nè bà con. Này bơm tự hành nha. Đây ống 80. Ống vô ga, ống vô 80 ga. Ống vô ga 80, ống vô 90 đó. Đây ly phân, đây nè, có mã hoạch luôn bà con. Đây loại thứ hai là loại ống ga 50. Đây 50 là coi nhiêu tích lên như diện tích nước, lượng nước như nè. Ống ga 50 là 25 mét khối trên giờ bà con. Tại xa là cao là 26 mét. Độ hút sâu là 6 mét. Đây là này là ga 50 nè. Chất vô cỡ 60. Đây, đây là thương hiệu nổi tiếng nha, ly phân mà khỏi chê ha. Động cơ ly phân khỏi chê, đẹp kỳ không con. Quá đã, quá sắc sảo luôn. Ly phân. Tập đoàn thương hiệu. Quá đẹp rồi con ơi. Con mẫu đẹp cực kỳ luôn nè. Ly phân là mẫu hết chỗ chê. Mẫu này đẹp. Con nhìn ghiền ha. 7 ngựa, 7 HP rồi con. Ôi, ốc ác làm chi tiết đẹp rồi con. Quá đẹp. Rồi, bà con nào có nhu cầu luôn nha, 088-635-6707. Quá đẹp. Này gọi là bơm tự hành đó. Tự hành có nghĩa là bà con đổ nước lần đầu tiên vô đây. Rồi đổ nước đầy bình này nha. Gắn lượt rồi vô, gắn ống này kính nha. Cứ bà con giục ống xuống nữa động có chừng chảy chừng vài giây sau, khoảng 15 giây sau hút ra nước lại. Khoảng vài giây nha bà con. Đây, cái bình đó bà con gắn ống vô đây. Rồi đổ đầy bình nước này. Cái ống này khỏi đổ đầy đâu, bà con giục dưới nước đi. Khoảng 15 hay 30 giây sau là nước động hút lên đó. Nhưng với điều kiện là nước trong bình này phải đầy nha bà con. Nước trong cái bồ chứa này phải đầy. Nó gọi là bơm tự hành. Đây có mồi đây. Mồi đầy này động hút lên. Giục xuống khoảng 30 giây đi. À con lên ra động hồi hút lên đó. Đây gọi là bơm tự hành. Khoảng 30 giây mới được nha bà con. Nếu ống kính hơi mới được nha. 30 giây ống kính hơi là động hút lên bà con. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 088-635-6707. Đây là tàu ga 50 nè, thấy không? 50ZB26 4Q, đây này là 60 nè. Cái này 50 nè. Con này là ống nè, 80ZB30 nè, đây 80 nè, ống này nè. Mẫu đẹp cực kỳ luôn. Chắc xạo. Quá đã rồi con. Cha cha, đời này làm chắc dữ à. Đời này là chụp cò làm ghê mà con. Cò làm 5 bù lon luôn, cứng ghê luôn không? 5 bù lon nè, tại hồi xưa là đời trước á, đã đưa hư mấy cái này nè, con gỡ ra nhiều nó hư bữa này, mấy con này làm 5 bù lon rồi con luôn nè. 5 bù lon luôn. Ghê không? Chắc ghê không? Cứng cáp. Quá đẹp. Quá đẹp rồi con ơi. Ly phân. Đây mà con giờ chỉ cần quét mã hoạch này vô thôi là biết hàng thiệt hàng giả liền. Chỉ cần quét vô thôi con. Đây. Mã quay code nó gì nè. Ly phân. Quá đẹp luôn. Mắc chức trong dòng máy mà con. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 088-635-6707. Quá đẹp. Này gọi là bơm tự hành đó. Là bà con định dạy nha, chỉ nữa nha. Bà con nếu là đầu vô phải cứng rồi con xin là phải là cứng hơi đàng hoàng. Sau đó bà con đổ đầy bình nước này. Bà con giục cái ống này xuống dưới nước thôi, chảy chừng 1 phút hoặc là 30 giây là động hút lên. Phải 1 phút hoặc 30 giây nha bà con. Nhưng phải đổ đầy bình nước này. Rồi sau này là cứ đi đâu giục ống xuống là đầy bình nước này được rồi. Nhưng quan trọng đầu vô là phải kính hơi nha. Con xin là phải đợi đủ, nó có tặng cái này lượt gác nè. Hoặc vượt phải kính hơi mới được nha bà con. Ống kính hơi là nước nóng hút nha. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 088-635-6707. Rồi chào bà con nha. Quá đẹp.
quá đẹp rồi con ơi, mẫu sắc sảo được chứ, mẫu thể thao luôn nè, chắc chắn không. Cái máy này bảo hành cho bà con 6 tháng nè, bảo hành 6 tháng, tháng đầu tiên hơn 20 chặt đổi mới. Ông tắt cũng đẹp nữa nè, tắt đã không, tắt vàng luôn, nổi như còn luôn nè con, đã không, đã không. Rồi bà con có nhu cầu luôn nè.